Chúng ta khai triển với ba chiều kích: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Và để chuẩn bị cho giờ khai mạc được diễn ra tốt đẹp, chúng con xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi một vài ghi chú sau đây của chúng con. Để cho hội nghị được diễn ra tốt đẹp, trước hết xin vui lòng để điện thoại ở chế độ rung hoặc im lặng. Và xin không chụp hình hoặc livestream, vì công việc này chúng con đã có một lực lượng rất hùng hậu và chuyên nghiệp, đó là ban truyền thông của giáo phận đảm trách. Xin thống nhất trước mỗi phát biểu, trọng kính Đức Cha, quý cha và quý vị. Dĩ nhiên là trong cuộc hội nghị này có rất nhiều những sự đóng góp ý kiến qua các bài tham luận, các bài thuyết trình. Tuy nhiên chúng con vẫn muốn và Đức Cha vẫn muốn đón nhận rất nhiều những ý kiến đóng góp khác của quý vị đại biểu tham dự hội nghị. Vì vậy quý vị thấy ở phía trước sân khấu có một thùng và phía sau có một thùng chúng con gọi là thùng góp ý. Thế thì quý vị nào thấy có những ý kiến gì cần thiết để làm cho nội dung của hội nghị thêm phong phú, quý vị có thể góp ý và bỏ vào thùng. Chúng con sẽ hết sức tranh thủ để tổng kết sự đóng góp ý kiến của quý vị. Và bây giờ xin kính mời tất cả quý đại biểu đứng, chúng ta hướng về quế hội trường để chào đón các vị khách quý của chúng ta. Con chào bằng con tim yêu mến, hân hoan chúc mừng bằng câu ca tiếng hát, hân hoan kính dâng lời ca vang thiết tha. Hân hoan kính xin ngàn muôn ơn phúc lành, hân hoan đón chào bằng con tim yêu mến, hân hoan chúc mừng bằng câu ca tiếng hát, hân hoan kính dâng lời ca vang thiết tha. Hân hoan kính xin ngàn muôn ơn phúc lành. Chúng con xin kính chào Đức Cha giáo phận. Kính chào, kính chào, kính chào. Chúng con xin kính chào Cha tổng đại diện Đa Minh. Kính chào, kính chào, kính chào. Chúng con xin kính chào Đức ông Vinh Sơn. Kính chào, kính chào, kính chào. Chúng con xin kính chào Cha giám đốc Đài Chủng Viện. Kính chào, kính chào, kính chào. Chúng con xin kính chào Sơ Maria Madalena đại diện cho các tu sĩ. Kính chào, kính chào, kính chào. Hân hoan đón chào bằng con tim yêu mến,
hân hoan chúc mừng bằng câu ca tiếng hát, hân hoan kính dâng lời ca vang thiết tha, hân hoan kính xin đền muôn phúc lành. Chúng con xin kính chào quý cha, quý đại biểu đang tham dự hội nghị ngày hôm nay. Kính chào. Hân hoan đón chào bằng con tim yêu mến. Hân hoan chúc mừng bằng câu ca tiếng hát. Hân hoan kính dâng lời ca vang thiết tha. Hân hoan kính xin ngàn muôn ơn phúc lành. Chúng con xin trân trọng kính mời đức cha, quý cha và quý vị an tọa. Và để tạo dấu ấn cho hội nghị được thêm phần khởi sắc, trước hết chúng con xin trân trọng kính mời đức cha, quý cha và quý vị cùng hướng mắt về lễ đài để thưởng thức tiết mục múa của nhóm múa giáo xứ Bảo Thị có tên gọi Giáo hội Hiệp hành. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Hiệp hành cùng đi bên nhau trên một con đường. Hiệp hành, hiệp thông chia san một lòng một ý. Hiệp hành, cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội. Hiệp hành, thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Hãy đến bên nhau, gặp gỡ lắng nghe, để thân nhau hơn, để hiểu nhau hơn và cùng gặp Thiên Chúa, cùng lắng nghe Ngài. Hãy đến bên nhau, kề vai sát vai, sẻ chia yêu thương và cùng nhau khám phá phân định thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Hiệp thông chia san một lòng một ý. Hiệp hành cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội. Hiệp hành thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Hãy đến bên nhau, gặp gỡ lắng nghe, để thân nhau hơn, để hiểu nhau hơn và cùng gặp Thiên Chúa, cùng lắng nghe Ngài. Hãy đến bên nhau, kề vai sát vai, sẻ chia yêu thương và cùng nhau khám phá phân định thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Hiệp hành cùng đi bên nhau trên một con đường. Hiệp hành hiệp thông chia san một lòng một ý. Hiệp hành cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội. Hiệp hành thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Hiệp hành thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được trở thành con của Chúa nhờ bí tích thánh tẩy. Nơi bí tích này, chúng con được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa, đồng thời được trở thành anh chị em với nhau trong một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giờ đây, hượng hội đồng mở ra, thúc đẩy chúng con một lần nữa bước đi cùng nhau trên quê hương đất Việt thân yêu này, đặc biệt tại giáo phận Mẹ Xuân Lộc chúng con. Chúng con là giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng đi trên một con đường, cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tích cực tham gia chu toàn sứ vụ của mình trong hội thánh. Nhờ đó, những ai gặp được chúng con cũng gặp được chính Chúa, là nguồn ơn cứu độ duy nhất của nhân loại chúng con.
Xin cảm ơn đội múa của giáo xứ Bảo Thị đã gửi đến một thông điệp với hội nghị hôm nay qua một tiết mục rất là đặc biệt. Nói là đặc biệt. Xin cho chúng ta cho một tràng pháo tay cho giáo xứ Bảo Thị. Vâng, nói là đặc biệt bởi vì tiết mục không chỉ nổi bật ở tính sáng tạo trong phong cách biểu diễn, trang phục đẹp, mà đặc biệt nó còn truyền tải được một cái thông điệp hết sức quan trọng của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Đó là dân Chúa đang cùng nhau tiến bước trên cùng một con đường, và con đường đó chính là con đường Giê-xu. Hình ảnh các nhân vật được phác họa trong logo của hội nghị đã được biên đạo múa khéo léo đưa vào trong tiết mục này, nói lên ý nghĩa đó. Một lần nữa xin cảm ơn nhóm múa của giáo xứ Bảo Thị rất nhiều. Trọng kính Đức Cha, quý cha và quý vị, trong bầu khí đầy niềm vui và được soi dẫn bởi Thánh Thần, hội nghị tiền Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 cấp giáo phận được tổ chức tại Tòa Giám mục hôm nay. Trước hết, chúng con xin kính mời cộng đoàn đứng và chúng con xin Đức Cha làm dấu thánh giá khai mạc cho hội nghị và xướng kinh Chúa Thánh Thần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuộn thầm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Nữ vương các thánh tông đồ, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Thánh cả Giuse, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Như dòng máu nóng lưu chảy khắp hội thánh là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, lúc này đây thông qua hội nghị, hơn 1 triệu trái tim của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Xuân Lộc đang hướng lòng về Roma là thánh đô của giáo hội Công giáo để hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô và toàn thể giáo hội trong lời cầu nguyện. Xin cho tiến trình thỉnh ý dân Chúa tại các giáo hội địa phương nhằm hướng tới một hội thánh hiệp hành được thành công tốt đẹp. Tin tưởng phó thác hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, giờ đây xin mời quý đại biểu cùng xướng lên kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục. Lạy Chúa Thánh Thần là ánh sáng chân lý vẹn toàn, Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn hội thánh. Này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các giám mục và những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Xin Chúa làm nên cuộc hiện xuống mới trong đời sống hội thánh. Xin tuôn tràn trên các mục từ ơn khôn ngoan và thông hiểu,
gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa và hướng dẫn đoàn dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy. Các giáo phận Việt Nam chúng con luôn muốn cùng chung nhịp bước với Hội Thánh Hoàn Vũ. Xin cho chúng con biết đồng cảm với nỗi cao thương của các mục tử trên toàn thế giới, ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông, thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh. Trả lời thiên cầu của Nữ Chính Tử Maria, Nữ Vương các tông đồ và là mẹ của Hội Thánh, chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, lâu nay đến muôn đời. Amen. Và trong ngày sinh hoạt hết sức quan trọng này, hội nghị cũng long trọng để tưởng nhớ đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đã qua đời. Trước hết, trên tinh thần biết ơn, uống nước nhớ nguồn, hội nghị thành kính tưởng nhớ và tri ân quý đức cố giám mục thuộc giáo phận Xuân Lộc đã về nhà cha. Đức cố giám mục tiên khởi Giuse Lê Văn Ấn, Đức cố giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Lãng và Đức cố giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật vì những công lao to lớn các ngài đã dành cho giáo phận. Ơn cao quá núi bao nghìn trượng, nghĩa nặng hơn sông mấy vạn tầm. Thứ đến trong tình hiệp thông sâu sắc, hội nghị cũng hướng lòng đến quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, nam nữ, quý chúng sinh và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Xuân Lộc đang còn bình sinh. Xin cho mối dây liên kết này trổ sinh hoa trái tốt tươi trên bước đường hiệp hành của giáo phận nhà. Với lòng trân trọng, hội nghị gửi lời chào thăm ân cần và quý mến đến quý anh chị em tôn giáo bạn. Kính chúc quý vị luôn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha và quý vị an tọa. Trọng kính Đức Cha, Quý Cha và quý vị, hội nghị tiền thường hội đồng giám mục lần thứ 16 cấp giáo phận đang diễn ra tại Tòa Giám mục Xuân Lộc là một sự kiện mang nhiều dấu ấn đặc biệt và rất ấn tượng bởi có sự hiện diện đầy đủ của các vị mục tử, các đại biểu mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cùng tham dự. Trong niềm vui sướng và tri ân, trước hết chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Chánh tòa giáo phận Xuân Lộc. Chúng con xin trân trọng giới thiệu cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, nguyên Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc. Chúng con xin trân trọng giới thiệu quý cha trong Hội đồng Linh Mục, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ đại diện các dòng tu và quý chúng sinh. Chúng con xin trân trọng giới thiệu quý đại biểu đại diện quý chức ban hành giáo, các giới, các hội đoàn công giáo tiến hành, anh chị em lương dân và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Chúng con cũng rất hân hạnh giới thiệu nhiều quý vị cũng đang theo dõi hội nghị dưới hình thức online qua các phương tiện truyền thông của giáo phận Xuân Lộc.
Và đặc biệt ở trong hội nghị này, cùng với sự hiện diện của các đại biểu, đó là những thành phần cộng tác chuyên trách vẫn làm việc miệt mài để phục vụ cho hội nghị. Trong đó có ban thư ký của tiểu ban linh hoạt viên, quý thầy cũng như là các anh em ban truyền thông và sự hỗ trợ rất đặc biệt của quý cha quản lý tòa giám mục Xuân Lộc và cha giám đốc cũng như quý nhân viên của Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Và giờ đây, để chính thức bước vào chương trình, chúng con trân trọng kính mời Đức cha giáo phận tiến lên lễ đài để công bố khai mạc hội nghị. Trọng kính cha tổng đại diện Đức ông Vinh Sơn, quý cha và tất cả quý vị. Ngày hôm nay rất đặc biệt, ngày của giáo phận lắng nghe và đi theo, cũng như muốn sống điều giáo hội hoàn vũ, muốn sống điều Đức Thánh Cha Francisco mời gọi, nhắn nhủ cho từng giáo hữu, cho từng giáo phận. Và ngày hôm nay, cùng với sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, của các đức giám mục, của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo phận Xuân Lộc chúng ta đã hoàn tất giai đoạn thỉnh ý được thực hiện cấp giáo phận. Và ngày hôm nay thật là ý nghĩa cho mọi thành phần giáo phận chúng ta. Và ngày hôm nay trong hội nghị tổng kết giai đoạn thỉnh ý này, chúng ta mong ước lắng nghe, vâng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Chúng ta mong ước được giữ lại ân huệ Chúa Thánh Thần để sống những gì Người chỉ dạy. Và như vậy, ngày hôm nay tuy gọi là tổng kết một giai đoạn, nhưng chúng ta hiểu là mở ra một giai đoạn mới, một giai đoạn sống những gì Chúa Thánh Thần chỉ dạy, đáp lại tâm tư, ước mơ của Đức Thánh Cha, của giáo hội, của giáo phận, để cho giáo phận chúng ta, mọi thành phần, các mục tử, đoàn dân của Chúa đều được hoán cải, canh tân trong chiều hướng cho Chúa được tôn vinh, truyền giáo, mang Chúa đến cho những anh chị em chưa được biết Chúa, và mang được cái phước thật cho chính chúng ta, cho mỗi tín hữu của chúng ta. Trong tinh thần trọng đại này và ý nghĩa sâu xa này, xin được cùng với cha tổng đại diện và cùng với tất cả cộng đoàn của giáo phận Xuân Lộc, tôi tuyên bố khai mạc đại hội tiền thượng hội đồng, Hội đồng Giám mục Thế giới trong giai đoạn cấp giáo phận ngày hôm nay của giáo phận Xuân Lộc chúng ta. Xin cảm ơn. Trọng kính Đức Cha, quý cha và quý vị, xác tín một cách sâu sắc như lời Thánh Vịnh 119, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Giờ đây xin kính mời toàn thể cộng đoàn đứng và hướng về cuối hội trường để tham dự nghi thức cung nghinh và lắng nghe việc công bố lời Chúa. Xin ánh sáng của lời Chúa soi dẫn để chúng con biết lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau, hầu tìm ra chân lý mà Chúa muốn chúng con thực hiện qua con đường hiệp hành của Hội Thánh. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám đông đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và 7 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Số người ăn có tới 4.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Sau khi giải tán đám đông, Đức Giêsu lên thuyền sang miền Ma-ga-đan. Đó là lời Chúa. Nghi thức cung nghinh và công bố lời Chúa đã kết thúc. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha và quý vị an tọa. Trọng kính Đức Cha, Quý Cha và quý vị, để hội nghị có một cái nhìn khái quát về những bước đi tại giáo phận trên con đường hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Giờ đây chúng con xin kính mời mọi người cùng theo dõi một video clip tường trình ngắn gọn về diễn tiến những hoạt động do Ban truyền thông giáo phận thực hiện. Vatican, vào sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021, tại hội trường Thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Hôm nay, tất cả các giáo phận tại Việt Nam đều cử hành lễ khai mạc, bắt đầu bước vào cuộc hành trình chung với toàn thể hội thánh trong một hành trình 3 năm với 3 giai đoạn: giáo phận, châu lục và hoàn vũ. Đức Thánh Cha lần đầu tiên muốn khởi sự thường hội đồng bằng việc lắng nghe ý kiến dân Chúa từ các giáo phận, các hội địa phương, cụ thể là tại các giáo phận. Việc thỉnh ý đã kết thúc vào cuối tháng 6 vừa qua, và bây giờ đã được các giáo xứ, các giáo hàm và các dòng tu tổng kết để gửi về cho ban hiệp hành. Và những cái kết quả của việc thỉnh ấy sẽ được công bố vào ngày hội nghị tiền thường hội đồng giám mục cấp giáo phận sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 sắp tới.
giáo phận đón nhận những bước đi của văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng ở giai đoạn này thực hiện tại giáo phận. Và chúng ta đã thực hiện công việc này, từ nó mang ý nghĩa hiệp hành. Khởi đầu, chúng ta đã có cả một ban phụ trách gồm các vị có trách nhiệm với những công việc chung, hiểu biết vấn đề, cùng với các vị đại diện các thành phần của dân chúa làm nên ban điều hành tiền Thượng Hội đồng trong giai đoạn tại giáo phận của chúng ta. Thì nhóm hiệp hành của giáo phận vâng theo ý của Đức cha Gioan giám mục giáo phận đã chuẩn bị các cái chương trình, soạn thảo các tài liệu để bắt đầu từ mùa chay vừa qua, toàn thể giáo phận, các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu học hỏi về chương trình Thượng Hội đồng giám mục lần thứ 16. Đồng thời với việc học hỏi ấy, trong đợt tĩnh tâm mùa chay, các giáo xứ cũng chú tâm vào ba chủ đề chính của Thượng Hội đồng, đó là về hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Đó là ba đề tài chính được các cha giảng phòng và các giáo xứ triển khai để mời gọi toàn thể dân chúa suy niệm, cầu nguyện về những chủ đề chính ấy. Đến mùa phục sinh vừa qua, toàn thể giáo phận tiến hành việc thỉnh ý dân chúa, tức là lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi thành phần dân chúa, được thể hiện qua việc ban linh hoạt viên của giáo phận gửi đến từng gia đình và các hội dòng cái mẫu thỉnh ý, một mẫu dành cho linh mục, tu sĩ, chúng sinh và một mẫu dành cho anh chị em giáo dân. Việc thỉnh ý đã kết thúc vào đầu cuối tháng 6 vừa qua và bây giờ đã được các giáo xứ, các giáo hạt và các dòng tu tổng kết để gửi về cho ban hiệp hành. Và những cái kết quả của việc thỉnh ấy sẽ được công bố vào ngày hội nghị tiền Thượng Hội đồng giám mục cấp giáo phận sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 sắp tới. Trong cuộc hội nghị này, mọi thành phần dân chúa ở trong giáo phận sẽ được lắng nghe cái đúc kết của mọi thành phần dân chúa đóng góp để xây dựng cho Thượng Hội đồng. Là được sự mời gọi để đóng góp ý kiến là con chiên ở trong giáo phận, con cảm thấy rất là vui, vì thứ nhất là nói lên cái sự hiệp hành giữa con chiên của giáo phận, được nói lên cái chính kiến của mình, cái ý kiến của mình trong cái chương trình của giáo hội và giáo phận. Dạ, khi mà con được hỏi ý kiến để đóng góp cho Thượng Hội đồng giám mục thì con cảm thấy rất là vinh dự, vì con được lắng nghe nhiều hơn và ý kiến đóng góp của con có thể được giáo hội lắng nghe và phân định để tiếp nhận, giúp con có thể góp phần xây dựng giáo hội thêm tốt hơn. Trong cái nhịp sống của giáo phận hiện nay, chúng ta đã đi đến giai đoạn thỉnh ý dân chúa ở trong khắp địa bàn của giáo phận. Thì trước tiên một điểm tích cực là thấy được cái sự nỗ lực của mọi thành phần dân chúa trong việc dừng lại để cầu nguyện, để suy nghĩ về cái đường hướng chung của giáo hội. Mọi người trên địa bàn của giáo phận ít nhiều đã được lắng nghe và biết về cái đường hướng chung của Thượng Hội đồng giám mục. Đó là cái tích cực đầu tiên, lôi kéo cái sự quan tâm của mọi người đến một cái việc chung lớn lao của toàn thể giáo hội. Điểm tích cực thứ hai chúng ta cũng có thể nhận thấy, đó là khi được thỉnh ý với những cái câu hỏi gợi mở, được lắng nghe những cái ý tưởng chủ đạo của Thượng Hội đồng qua việc học hỏi, qua việc tĩnh tâm, anh chị em giáo dân và mọi thành phần dân chúa ở trong giáo phận được đánh động, có thể là suy nghĩ hơn và có thể là có những cái quyết tâm định hướng mới hơn.
Nhưng mà cái điểm như chính thưa hội đồng gợi mở, đó là lắng nghe ý kiến của dân Chúa, thì cái việc đó tác động trên đời sống của dân Chúa để cho họ thấy dân Chúa có phần chính thức và quan trọng trong việc xây dựng hội Thánh Chúa, khởi đi từ cái ý kiến của họ đóng góp để xây dựng hội Thánh Chúa. Họ không phải là những người bị quên lãng hay ở bên ngoài, mà là một thành phần của hội thánh. Họ thuộc về hội thánh, có trách nhiệm và có quyền lợi xây dựng hội thánh của Chúa. Xin cảm ơn ban truyền thông của giáo phận đã có một cái video clip tuy ngắn gọn nhưng cũng khái quát được những tiến trình hiệp hành của giáo phận nhà. Trọng kính Đức Cha, quý cha và quý vị. Trong những ngày vừa qua, thành công của giai đoạn thỉnh ý mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đã thực sự tiếp lửa thêm cho ngày hội nghị được tổ chức cách trọng thể tại Tòa Giám mục Xuân Lộc hôm nay. Để chúng ta sống được những điều về mặt thỉnh ý đã có kết quả, thì những ngày này, khi kết thúc giai đoạn đầu tại giáo phận, chúng ta ý thức mình sẽ phải sống những điều được ơn Chúa soi sáng trong vấn đề hiệp hành. Tôi cầu mong và xin mỗi người chúng ta theo hướng dẫn chung của giáo phận, trước hết và ưu tiên là chúng ta có những buổi cầu nguyện, những buổi đặt mình trước nhan Chúa, xin ơn trên giúp, vì như Chúa Giêsu đã nói, không có Thầy các con không thể làm được việc gì. Và điều kế tiếp, song song với việc cầu nguyện, là chúng ta đáp lại lời mời của những người có trách nhiệm. Chúng ta biết ngồi lại với nhau, nghiên cứu cái phần ưu điểm, nghiên cứu những nhược điểm để chúng ta phát huy những ưu điểm và chúng ta loại trừ những nhược điểm để đưa nó vào trong thực tiễn cuộc sống của mỗi chúng ta. Thì ơn Chúa sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta, phần chúng ta góp phần của mình, nỗ lực của mình để sửa đổi đời sống cá nhân và sửa đổi cái sinh hoạt chung của cộng đoàn chúng ta, chiếu theo tinh thần hiệp hành mà Đức Thánh Cha mời gọi và tin mừng soi dẫn cho chúng ta. Để thực hiện được cái hiệp hành trong giáo phận, chúng ta cố gắng dừng lời cầu nguyện nhiều, hy sinh nhiều, ít nhất là 3 ngày trước cái ngày đại hội. Và trong ngày đại hội cũng vậy, chúng ta cũng đặt cho mọi thành phần cố gắng cầu nguyện, kết hiệp với Chúa trong thánh lễ lần hạt cái nước mẹ, để cho mọi người ý thức được rằng muốn hiệp hành và đem lại kết quả, chúng ta phải từ bỏ chính mình để vác thập giá mình mà theo Chúa.